Kể từ ngày 13 tháng 1 vừa qua, ngọn núi lửa Mayon ở Philippines đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc và hiện nay vẫn đang tiếp tục phun trào dòng nham thạch. Nhà chức trách Philippines đã cho sơ tán gần 90.000 cư dân xung quanh khu vực núi lửa. Hiện tượng núi lửa phun trào đem đến nỗi thống khổ cho người dân trong tỉnh Anbe, Bay, nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho người nghèo trong khu vực. Hai tuần nay, kể từ khi ngọn núi lửa Mayon phun nham thạch, các nhà hàng khách sạn nằm ngoài khu vực nguy hiểm đang mùa vắng khách, bỗng nhiên nhộn nhịp khác thường Do hiếu kỳ, du khách khắp nơi đã đổ dồn về nơi đây để có thể tận mắt chứng kiến hiện tượng núi lửa hoạt động. Các nhà hàng địa phương cũng giới thiệu loại kem ớt với tên gọi kem nhằm thạch Mayon, còn khách sạn thì cũng quảng cáo loại phòng đặc biệt mang tên cảnh núi lửa để thu hút du khách. Cảnh tượng như vậy khiến cho cư dân địa phương mang một cảm giác buồn vui lẫn lộn. Một cư dân địa phương là Honhana Lotteria nói, du khách cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng đối với chúng tôi mà nói, có tốt cũng có xấu. Núi lửa đã thu hút nhiều du khách đến đây. Cho dù là như thế, nhưng mối nguy hiểm thực sự là đang đến gần cư dân địa phương núi Mayon là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines. Sự phun trào nham thạch lần này là lần thứ 52 trong vòng 400 năm nay. Nhiều người dân do quen với sự phun nham thạch của núi lửa nên thường hay ở lại để giữ gìn tài sản nhà cửa, chăm sóc gia súc, không chịu sơ tán. Tuy nhiên, một khi núi lửa hoạt động mạnh, dung nham tràn ra với tốc độ 60 đến 80 km một giờ, người dân nhất định sẽ chạy không kịp. Cho nên nhà chức trách cũng đã có những biện pháp nghiêm khắc để phòng ngừa tình trạng người dân quay về nhà núi lửa mayon đem đến một thu nhập đáng kể cho ngành du lịch nhưng kèm theo đó là mầm hủy diệt cũng đang ngày một tiến gần hơn